Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Hiểu đúng để sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị thân mến, chương trình được thực hiện nhằm cung cấp những thông tin sức khỏe chính thống từ các bác sĩ và chuyên gia y tế, đồng thời hỗ trợ giải đáp những cái thắc mắc nhằm nâng cao hiểu biết của cộng đồng về các bệnh lý phổ biến tại Việt Nam. Và thay mặt những người làm chương trình thì cho phép Ngọc Anh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Và ngay lúc này thì chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92.7 MHz và trên kênh TikTok Truyền hình Hưng Yên. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể nghe chương trình trên ứng dụng di động Hưng Yên TV Go và website hungyentv.vn. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là khi nào thì nên cắt amidan, và vị bác sĩ sẽ đồng hành cùng với Ngọc Oanh và quý vị trong 60 phút của chương trình ngày hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Mạnh Tráng, khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tức là thính giả để có hỏi rằng là vậy thì viêm amidan thì có nên cắt không và sẽ được cắt trong những cái trường hợp như thế nào ạ? Thì cắt amidan là cái phương pháp điều trị cuối cùng. Dạ. Khi mà việc điều trị nội khoa nó không còn hiệu quả nữa thì sẽ có chỉ định cắt amidan. Thế thì cắt amidan thì nó có nhiều phương pháp, và việc lựa chọn cái chỉ định cắt amidan thì nó có mấy cái chỉ định thế này. Thứ nhất là cái trường hợp viêm amidan mà tái đi tái lại rất là nhiều lần trong năm, thường khoảng 5-6 lần trong vòng 1 năm trở lên. Việc điều trị nội khoa thì nó chỉ giúp cải thiện được các cái triệu chứng của cái đợt đấy, sau đấy bệnh nhân vẫn xuất hiện các cái triệu chứng khác trong vòng 5, khoảng 5-6 lần trong 1 năm. Cái thứ hai là khi mà viêm amidan nó có các cái biến chứng, như biến chứng tại chỗ chẳng hạn, ví dụ viêm tấy quanh amidan, áp xe quanh amidan, hoặc cái biến chứng toàn thân, viêm khớp, viêm màng tim, viêm các cái van tim đấy, thì cũng có chỉ định cắt. Cái thứ ba nữa là các trường hợp viêm amidan quá phát, nó gây ngủ ngáy, đặc biệt là cái cơn ngừng thở khi ngủ ở trẻ nhỏ, thì cũng sẽ có chỉ định cắt amidan. Và một cái chỉ định tương đối nữa là cái chỉ định trong các trường hợp đặc biệt là chị em phụ nữ. Vì tình trạng amidan nó viêm tái đi tái lại nhiều lần, nó gây triệu chứng hôi miệng, thì cũng có chỉ định cắt amidan cho người bệnh. Đấy là các cái chỉ định mà cắt amidan có thể trao đổi với. Thưa bác sĩ, là có thính giả thì đã nhắn hỏi rằng là phẫu thuật amidan thì liệu có thể có những cái biến chứng nguy hiểm gì không ạ? Với cắt amidan thì nó là một phẫu thuật. Dạ. Và phẫu thuật này thì nói chung thì các cái phẫu thuật nó đều có những cái nguy cơ, có những tai biến nhất định. Thế còn bảo là nếu cắt amidan có biến chứng nguy hiểm hay không thì không. Thì xin trả lời là không có biến chứng nguy hiểm. Nó có thể có những cái biến chứng tại thời điểm cắt, ví dụ như bệnh nhân có thể có đau, chảy máu, chính. Còn sau khi mà cái phẫu thuật ổn định rồi thì gần như bệnh nhân cũng sẽ không có biến chứng nào khác. Cũng có thính giả thì vừa nhắn tin đến hỏi chương trình rằng là cắt amidan thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này hay không ạ? Có lẽ là thính giả cũng đã nghe được câu trả lời của bác sĩ rằng là amidan thì như là một cái tấm chắn đầu tiên đó ạ. Và khi mình cắt đi như vậy rồi thì liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không ạ? Amidan thì khi mà trẻ nhỏ sinh ra thì nó cũng như bác sĩ vừa nói đấy, nó lấy cửa ngõ, nó càng là chắn bảo vệ đầu tiên của cơ thể. Ngoài cái việc nó ngăn ngừa cái tác nhân vi khuẩn, virus thì nó cũng có tác dụng sinh miễn dịch. Nhưng theo nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái vai trò bảo vệ của amidan, đặc biệt vai trò sinh miễn dịch thì nó chỉ có trong vòng khoảng độ 10 năm đầu đời. Sau đấy thì cái vai trò bảo vệ của amidan nó sẽ giảm dần. Và nó sẽ gần như là nó không có tác dụng nữa. Cái thứ hai là bản thân khi amidan nó viêm nhiễm nhiều lần, nó lại tình trạng viêm nhiễm gây ảnh hưởng đến toàn thân người bệnh, thì lúc đó thì amidan không những nó không có vai trò bảo vệ mà bản thân nó lại gây một tác nhân gây viêm ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, thì vẫn sẽ có chỉ định cắt amidan. Vâng, có thính giả có hỏi rằng là cắt amidan sau bao nhiêu lâu thì nói được ạ? Với cắt amidan thì không có, chúng tôi thực tế chúng tôi làm thì chúng tôi không yêu cầu bệnh nhân là phải hạn chế nói hay không nói sau mổ. Và bệnh nhân khi mà bệnh nhân tỉnh táo thoát mê thì bệnh nhân vẫn có thể nói được bình thường. Vẫn có thể nói được, không cần phải hạn chế ạ. Và cái việc nói thì nó tùy theo khả năng bệnh nhân. Bệnh nhân nếu như trường hợp đau nhiều bệnh nhân có thể hạn chế. Còn nếu bệnh nhân tóm lại khi bệnh nhân thoát mê bệnh nhân có thể nói được bình thường, tùy theo khả năng. Có lẽ là thính giả thì cũng đang muốn là cắt amidan nhưng mà công việc thì liên quan đến khả năng nói năng nhiều, cho nên là mong muốn được bác sĩ giải đáp như vậy. Vâng, tiếp theo là một câu hỏi của thính giả có nhắn đến chương trình là: chào bác sĩ cho cháu hỏi cắt amidan thì phải làm các xét nghiệm gì, trước khi đi thì có cần kiêng gì không, và tổng chi phí tất cả xét nghiệm là bao nhiêu ạ? Vâng, chúng ta sẽ giải quyết với từng ý ạ. Thứ nhất là cắt amidan thì sẽ phải làm các xét nghiệm gì ạ? Vâng, amidan thì nó cũng giống các cái phẫu thuật cắt amidan cũng giống các cái phẫu thuật khác, thì xét nghiệm thì sẽ phải làm các cái xét nghiệm liên quan đánh giá các cái, ngoài cái việc khám tại chỗ của tai mũi họng
thì phải làm thêm các xét nghiệm toàn thân đánh giá các cái tổn thương toàn thân khác, ví dụ như là các xét nghiệm đánh giá về chức năng có thiếu máu hay không, có chức năng đông cầu máu thế nào, rồi các cơ quan, ví dụ các cơ quan, ví dụ chức năng gan, chức năng thận, hoặc là các cái chức năng về tim mạch, chức năng hô hấp có đảm bảo an toàn cho cuộc gây mê hay không, thì đấy là những cái xét nghiệm mà sẽ phải làm trước khi mổ. Và trước khi mà đi cắt amidan thì có cần phải kiêng gì không ạ? Amidan thường chỉ định cắt amidan khi mà cái tình trạng viêm cấp nó không có, nghĩa là bệnh lý nó ổn định. Thế thì khi mà trước khi cắt amidan mình phải cân nhắc, ví dụ nó không có các biểu hiện, ví dụ mình không đau họng, không sốt, không nốt, không đau, không vướng, tóm lại là không có tình trạng của cái viêm cấp tính, thì các bạn có thể đi cắt amidan. Còn khi mà viêm cấp tính thì thường là các bác sĩ sẽ cho điều trị ổn định, sau đó thì mới phẫu thuật. Do vậy mà trước khi đi cắt amidan thì không, khi mà nó có các triệu chứng như vừa nói đấy thì các bạn nên điều trị ổn định đã, sau đó thì mới đi cắt. Và thêm một ý nữa đó là tổng chi phí tất cả xét nghiệm là khoảng bao nhiêu ạ? Tổng chi phí thì nó phụ thuộc vào cái bạn có bảo hiểm y tế hay không. Cái thứ hai nữa là bạn cắt ở cơ sở y tế nào, cơ sở y tế công lập hay là cơ sở y tế tư nhân, cộng với cái việc là bạn lựa chọn cái cắt bằng phương pháp nào thì cái giá nó cũng sẽ có thể khác nhau. Thì cái này thì khi nào bạn có ý định cắt ấy, thì bạn có thể đến cái cơ sở y tế mà bạn lựa chọn có ý định cắt, thì bạn trao đổi trước với cái cơ sở y tế đấy thì họ có thể tư vấn kỹ cho bạn hơn về cái chi phí. Tiếp tục là một câu hỏi nữa, có lẽ cũng là mối quan tâm của nhiều người khi mà có ý định cắt amidan, đó là cắt amidan thì có thay đổi giọng nói hay không ạ? Cắt amidan thì về cơ bản thì không thể làm thay đổi giọng nói của người bệnh. Tuy nhiên là có một số trường hợp, ví dụ trước khi cắt mà amidan nó quá phát, bởi vì thay đổi khi mà amidan quá phát thì có thể khiến thay đổi giọng nói của người bệnh. Bản thân trước đấy có khi giọng nói người ta rất bình thường, nhưng khi amidan nó quá phát, nó viêm nhiều lần quá chẳng hạn, thì nó có thể bệnh nhân làm thay đổi giọng nói, đặc biệt là trẻ nhỏ. Người ta hay nói tuổi dậy thì đấy. Có một số trường hợp amidan nó quá to, nó có thể thay đổi giọng nói, với các cụ nói là giọng ngọc hồ thị đấy. Khi cắt thì là cái triệu chứng cái giọng nói nó sẽ mất đi, nên là không bị mình không giọng mình nó không bị ngọc hồ thị nữa, thì trẻ sẽ nếu nói tiếng nó trong hơn chẳng hạn. Thì đấy là có thể những trường hợp đấy thay đổi. Thế còn nếu mà người bình thường viêm amidan mà nó không quá to, giọng nói bình thường, thì khi cắt xong gần như nó không ảnh hưởng gì giọng nói người bệnh cả. Thưa bác sĩ, là có một cái câu hỏi nữa, như bác sĩ vừa chia sẻ thì có nhiều những cái phương pháp để cắt amidan, vậy thì hiện nay những cái phương pháp phổ biến để cắt amidan là gì, và trong đó thì cái phương pháp nào là tối ưu nhất ạ? Hiện tại thì các cơ sở y tế công lập để triển khai rất nhiều các phương pháp cắt amidan khác nhau, ví dụ như cắt amidan bằng dao điện, cắt amidan bằng dao plasma, cắt amidan bằng dao laser. Thì mỗi phương pháp nó có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Thì việc mình lựa chọn phương pháp nào thì các cái phương pháp đấy thì hiện tại bây giờ người ta cũng chưa có một cái nghiên cứu nào người ta so sánh hoặc là báo cáo là ưu nhược điểm của cụ thể đánh giá hiệu quả của các phương pháp so sánh các phương pháp với nhau, mà người ta mới có các cái nghiên cứu độc lập. Ví dụ cắt amidan bằng dao plasma nhỉ, thì ưu điểm của nó là có thể là ví dụ bệnh nhân giảm đau cho bệnh nhân, cái đau giảm đau rất nhiều. Cái thứ hai là cái nguy cơ chảy máu nó cũng thấp hơn so với phương pháp cắt bằng dao điện chẳng hạn, hoặc là cái triệu chứng đau nó cũng giảm đi rất nhiều so với cắt bằng dao điện. Chứ cũng chưa có một nghiên cứu nào mà để so sánh giữa các phương pháp. Quan trọng là chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp mà phù hợp với cái tình trạng của mình cũng như là với những cái điều kiện của mình, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, là chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi là sau cắt amidan thì người bệnh sẽ cần chú ý điều gì ạ? Sau cái cắt amidan thì có mấy vấn đề mà người bệnh cần chú ý nè. Thứ nhất là chế độ nghỉ ngơi. Người bệnh nên nghỉ ngơi, hạn chế các cái lao động nặng nhọc. Đặc biệt là cái thời điểm sau cắt amidan. Cái thứ hai nữa là chế độ ăn uống. Ăn uống thì trong những ngày đầu sau mổ thì bệnh nhân có thể dùng sữa, đặc biệt là sữa nguội, sữa lạnh. Sau đó thì bệnh nhân có thể ăn cháo hoặc ăn đặc dần. Và ngày thứ 7, ngày thứ 8 bệnh nhân có thể sử dụng cơm nát. Và đến ngày thứ 10 đến ngày thứ 15 chẳng hạn, bệnh nhân có thể ăn cơm bình thường. Cái thứ hai nữa là chế độ vệ sinh tại chỗ, thì người bệnh phải chú ý cái giữ gìn, ví dụ mình ăn sau khi ăn ấy, thì phải thực hiện súc họng vệ sinh tại chỗ, bệnh nhân vẫn có thể đánh răng súc họng bình thường sau mổ. Cái thứ ba là việc dùng thuốc sau mổ thì tùy vào cái điều kiện hoàn cảnh hoặc là mức độ viêm nhiễm của mình, thì bác sĩ có thể sử dụng các cái phác đồ điều trị dùng thuốc sau mổ tùy từng trường hợp cụ thể. Đấy là các cái người bệnh cần thực hiện sau phẫu thuật cắt amidan. Như vậy thì thường với mỗi một ca phẫu thuật cắt amidan như vậy thì người bệnh thường sẽ phải ở lại bệnh viện trong một cái khoảng thời gian là bao lâu ạ? Thông thường thì với cắt amidan thì cơ sở chúng tôi bệnh nhân
có thể xuất viện sau 3 đến 5 ngày. Sau 3 đến 5 ngày. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì cái tình hình mà các cái bệnh nhân đến thăm khám và cắt amidan tại khoa phòng của mình thì có nhiều hay không ạ? Và thường thì ở trong độ tuổi như thế nào ạ? Hiện tại cái ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên thì triển khai cắt amidan bằng dao plasma. Dạ. Thời điểm này là thời điểm số lượng bệnh nhân cắt amidan, đặc biệt là các cháu nhỏ, vì là mùa hè các cháu đang nghỉ. Đầu mùa hè số lượng bệnh nhân đến khám cắt amidan rất là nhiều, yeah, đông, đặc biệt là đối tượng học sinh. Đặc biệt là học sinh ạ, dạ vâng. Thưa bác sĩ, là có thính giả nhắn hỏi rằng là phương pháp cắt amidan bằng máy Coplator là Coplator nghĩa là như thế nào ạ? Vâng ạ, đây là phương pháp mà cắt amidan rất là ưu việt. Yeah. Bởi vì là hiện tại thì người ta cắt amidan cái phương pháp đấy thì cái nhiệt độ, cái tổn thương người ta sử dụng cái dao đấy thì cái nhiệt độ cái tổn thương tại chỗ rất là thấp. Nó ít gây bỏng tại chỗ, yeah, nên là giảm đau rất nhiều cho bệnh nhân. Đặc biệt là cái nó hạn chế cái tình trạng chảy máu trong phẫu thuật. Gần như là sử dụng phương pháp này thì cái lượng máu chảy trong mổ rất là ít, yeah, và sau mổ thì nguy cơ chảy máu nó thấp hơn. Tôi vẫn dùng từ thấp hơn, mà không, bác sĩ sẽ không dùng từ là không có, yeah, vẫn có nhưng tỷ lệ chảy máu sau mổ nó thấp hơn, yeah, các phương pháp khác. Và hiện nay thì ở Hưng Yên thì đã áp dụng cái phương pháp này hay chưa ạ? Hưng Yên mình có rồi ạ. Dạ vâng. Cái chi phí trong một cái ca mà chúng ta mổ bằng cái máy Coplator này là khoảng tầm như thế nào ạ? Hiện tại thì nếu bệnh nhân có bảo hiểm y tế thì phương pháp này cái giá của mà bảo hiểm sau khi bảo hiểm y tế hỗ trợ rồi, dạ, dao động trong khoảng độ 4 đến 5 triệu. 4 đến 5 triệu ạ, dạ đấy vâng. Đấy là cái thể có thể. Dạ. Vâng, cảm cụ ơn thể thì từ trường hợp thì các bạn sẽ sau khi ấy các bạn sẽ được tư vấn cụ thể. Dạ vâng, cảm ơn những thông tin vừa rồi của bác sĩ ạ.